Rồi, xin chào anh chị các bạn. Hôm nay em lại quay riêng một xe, một màu. Đây là chiếc Mitsubishi Xpander Cross phiên bản màu nâu hổ phách. Mẫu này thì khoảng 1-2 tháng gần đây khi mà đang được giảm thuế trước bạ cho xe lắp ráp trong nước. Đây là một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc nhá. Thì cái mức ưu đãi khuyến mại giảm giá trừ vào giá bán ấy, thì nó cũng được ưu đãi hơn khá là nhiều. Mặc dù thì nói thật các bác là nếu mà các bác mua tháng trước ấy, thì giá nó nhỉnh hơn được một chút. Tháng này thì hơi co lại một tí các bạn, vì giảm nhiều thì bán được nhiều, xe thì cũng hết nhanh, xe nhập mà. Trước này thì bên em hiện nay đang niêm yết với mức giá đâu đó là gần 700 triệu, cụ thể là 698 triệu đồng niêm yết cho phiên bản Xpander Cross. Còn nếu mà với phiên bản Xpander Premium, đây các bác nhìn bên cạnh này, thì mềm hơn một chút, khoảng 450. Với bản Xpander Cross như này thì bên em đang bán hiện nay giao dịch thực tế, mình có thể mua với mức giá là 635 triệu đồng tặng kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như là dán phim cách nhiệt, trải sàn da. Với cái xe mà nhập khẩu nguyên chiếc thì tất nhiên là mình sẽ đóng thuế trước bạ là 10%, tức là khoảng 70 triệu cộng với 4 đến 5 triệu tiền chi phí đăng ký đăng kiểm. Thì tức là các bác cứ hoàn thiện lăn bánh mẫu xe này nó đâu đó vào khoảng hơn 700 một chút nhá. Đó. Thì cái dòng này nó khá là đều giá. Tức là từ thời điểm ra mắt đến bây giờ, cái mức giá nó bán loanh quanh đâu đó vào khoảng hơn 600 và hoàn thiện là hơn 700 một chút nhá. Đó, thì Xpander này là một mẫu Xpander Cross. Em sơ qua với các bác nếu mà chưa tìm hiểu về mẫu xe này thì nó có cái nội thất khá giống với chiếc Xpander AT bản Pre khi mà mình tham khảo. Tuy nhiên ấy, nó sẽ khác một chút về ngoại thất, ví dụ như là thanh giá nóc ở phía trên này, đúng không ạ? Mặt la răng này, đây là la răng của Xpander bản thường này, cũng là la răng phay nhưng mà cái thiết kế nó sẽ khác nhá. Ngoài ra chúng ta có một bộ body kit đấy, ốp này, ốp cản này, đúng không ạ? Chống xước này, bên này thì nó sẽ không có cái gì đấy, cũng không có ốp cản gì cả đấy. Các bác có cản trước cản sau, xi nhan hai bên hay cam 360 thì cơ bản là giống nhau đấy. Ngôn ngữ thiết kế thì đều là dynamic seal, tuy nhiên thì bản Cross sẽ có thêm bộ body kit đấy, như mình thấy từ lưới tản nhiệt, mặt ca lăng, đúng không ạ? Đó, đèn đấy, nó hơi khác nhau về vị trí đặt đèn sương mù. Thì hai xe hiện nay nếu các bác lăn bánh sẽ tổng thiệt hại sẽ khoảng lệch nhau vào khoảng hơn 50 triệu cho một bộ thiết kế như này. Các anh chị vay mua trả góp với cái mức hoàn thiện đâu đó hơn 700 thì mình chuẩn bị giúp em từ khoảng 250 đến gần 300 là có thể trả góp mẫu xe rồi. Vay đâu đó vào khoảng 400 đến 450 triệu trong thời gian từ 6 đến 8 năm, tức là hàng tháng, với được duyệt vay ở các ngân hàng ưu đãi tốt, ví dụ như ở Siha, Nuri hoặc là Tiên Phong. Tiên Phong thì liên kết riêng với Mitsubishi Việt Nam nha các bác nhé. Các bác hàng tháng trả gốc lãi đâu đó vào khoảng 9 đến 10 triệu quay đầu cả gốc cả lãi. Đấy ạ. Cái này nó phải tùy theo hồ sơ tài chính của mình. Nếu mà anh chị có nhu cầu thì cứ book máy alo trực tiếp qua bên em nhé. Đấy, em quay nhanh cái màu nâu hổ phách này. Màu này thật ra là cũng khá hiếm, khá ít người đặt trên Xpander Cross. Đa phần các bác đặt trắng, đen và vàng đen. Đó. Xpander thì sẽ ít lựa chọn về màu sắc hơn. Nếu mà anh chị có nhu cầu thì cứ qua xem thực tế nhé. Bên em có đầy đủ xe lái thử. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.